Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn vào một buổi trưa. Chính chúc chúng ta có một buổi trưa tốt lành và niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, với video này thì Đức Phúc Trần muốn mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào tham quan một cái điểm rất là đặc biệt ở trên đường XQ của thành phố Đà Lạt. Đây là một cái con đường cũng nhỏ nhắn thôi, nhưng mà có thể nói rằng là hai bên là một loạt các căn nhà cao cấp biệt thự. Và trong số những căn nhà biệt thự đó thì có một điểm cũng rất đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ đến với một cái khu viên, đến với một cái dinh thự của một nhân vật nữ chính trị gia trước đây. Đó là biệt điện Trần Lệ Xuân. Biệt điện Trần Lệ Xuân thì nằm ở số 2 của đường XQ, thành phố Đà Lạt. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan một phòng nha. Đây chúng ta thấy nơi đây có ghi cái giờ làm việc. Đây là buổi sáng họ sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi trưa. Và chiều thì vào lúc 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong nha. Dạ rồi, thưa quý vị các bạn, thì đây là cái khuôn viên ở bên trong của biệt điện Trần Lệ Xuân. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái ngôi nhà cổ xây dựng tại Pháp đấy. Với những video trước, Đức Phúc Trần đã có dịp chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta lên tới Đà Lạt, điểm nhận diện những cái căn biệt thự, những khu nhà nào mà được xây dựng tại Pháp nó sẽ khác với những cái căn biệt thự, căn nhà được xây dựng trong thời kỳ gần đây. Tức là những cái căn nhà cổ, khu thự biệt thự xây dựng từ xa xưa thì lúc nào tòa nhà nó cũng có hai ống khói. Một ống khói là bởi vì nhà để sử dụng cho nhà bếp, và một ống khói để sử dụng cho lò sưởi. Bởi vì khí hậu Đà Lạt nguyên thủy từ gốc ngày xưa thì rất là lạnh. Nó sẽ có khi là âm độ, có khi là dao động từ 1 độ cho tới 12 độ v.v. Khá là lạnh như thế. Nhưng mà hiện nay thì với khí hậu của Đà Lạt, do họ khai phá rừng, xây đất cũng như là số lượng người và xe cộ khá là đông, chính vì thế thì nó không còn khí hậu nguyên thủy như trước nữa. Cho nên những cái căn nhà sau này họ xây thì hầu hết đó là những căn nhà mà chỉ có một ống khói mà thôi, đó là ống khói nhà bếp. Đây là cái khuôn viên bên trong để chúng ta vào tham quan. Nhưng trước khi chúng ta vào tham quan, chúng ta sẽ xem cái sơ đồ của khu biệt thự Trần Lệ Xuân nha. Đây là cái sơ đồ tổng thể của cái khu biệt điện Trần Lệ Xuân này. Ở đây thì có 3 khu chính, tức là chúng ta thấy ngay chỗ cổng nơi Đức Phúc Trần tôi đang đứng, đây là cái vị trí số 1. Từ vị trí số 1 này chúng ta sẽ rẽ lên tới vị trí số 2. 2 đó là một cái khu nhà nữa. Rồi từ số 2 chúng ta sẽ đi ngược về lại để chúng ta ra một cái căn nhà số 3. Và tức là từ ở vị trí số 1 này chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí số 2. Từ vị trí số 2 chúng ta sẽ di chuyển lên tới khu biệt thự Hồng Ngọc. Rồi từ khu biệt thự Hồng Ngọc chúng ta sẽ vòng về lại cái khu vườn hoa Nhật Bản. Đó là cái cung đường để chúng ta vào để chúng ta tham quan. Còn cái khu xa xa kia đó là hiện nay thì đó là để sử dụng làm cái kho lưu trữ chuyên dụng của trung tâm về khu vực 4 của Việt Nam chúng ta. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bước vào chương trình tham quan nha. Chúng ta sẽ vô trong đây. Như đã chia sẻ thì tổng quan của khu biệt thự này thì nó gồm có những cái phần. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến với cái khu biệt thự Hồng Ngọc, Bạch Ngọc, rồi tới hồ bơi nước nóng. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái nhà cao kia, thì hiện tại bây giờ thì đang là sử dụng để làm cái nhà kho của khu lưu trữ quốc gia, thuộc cái lưu trữ quốc gia 4. Rồi chúng ta sẽ đi đến với cổng hoa, rồi chúng ta lại đi đến với không gian trưng bày về cái châu bản, mộc bản, giá trị lịch sử, về những cái ký ức. Rồi tới biệt thự Lam Ngọc, biệt thự Hồng Ngọc, rồi khu trưng bày về Hoàng Sa, Trường Sa.
ở Việt Nam chúng ta, những cái chứng tích về lịch sử và pháp lý. Rồi chúng ta sẽ đi đến với cái khu tiểu đề của biệt điện Trần Lệ Xuân này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ vòng qua cái vườn hoa Nhật Bản. Đây, chúng ta nhìn lại cái bức ảnh của thành phố Đà Lạt xưa. Bên dưới đó là chợ Đà Lạt và nhìn ra cái khu vực của hồ Xuân Hương. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái khu hồ bơi nước nóng này. Rất là đẹp. Đây là cái khu vực hồ bơi nước nóng gần với cái biệt thự Bạch Ngọc. Là biệt thự trắng này, rất là đẹp. Thưa quý vị và các bạn, thì như chúng ta biết vào thời kỳ đệ nhất Cộng hòa đó, thì cái công trình nơi đây đó là nơi nghỉ của gia đình bà Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu. Sau khi ông Ngô Đình Nhu cùng với anh trai của mình là ông Ngô Đình Diệm đó bị ám sát, thì bà Trần Lệ Xuân đã lưu vong và công trình này trở thành cái điểm du lịch. Sau đó biệt thự được dùng làm cái khu bảo tàng sắc thái dân tộc Tây Nguyên, và hiện nay thì đã trở thành là cái trung tâm lưu trữ quốc gia 4. Cho nên chúng ta thấy là ở trên kia đó là cái khu vực của trung tâm lưu trữ quốc gia 4, nơi mà lưu giữ lại những cái mộc bản triều Nguyễn. Chúng ta đang nhìn thấy cái tòa nhà này cạnh bên cái hồ nước nóng đây, thì như vừa chia sẻ, đây là một cái khu vực được gọi là cái biệt thự Bạch Ngọc, nơi giải trí của gia đình bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Du đó, và những cái sĩ quan cao cấp của thời kỳ mà đệ nhất Cộng hòa. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ di chuyển về cái phía của khu biệt thự Hồng Ngọc nha. Đây là một số hình ảnh trưng bày về bà Trần Lệ Xuân. Chúng ta thấy bà rất là đẹp. Có thể nói thì vào cái thời điểm mà đệ nhất Cộng hòa, thì cái khu nghỉ dưỡng này đó thì được gia đình của cố vấn Ngô Đình Du, tức là em trai của tổng thống Ngô Đình Diệm, chung sống cùng bà Trần Lệ Xuân ở đây đó, thì đây là được coi là một cái khu mà vui chơi xa xỉ nhất của thời bấy giờ. Theo cái hồi ký Hoài Linh Tổ Mẫu thì tâm sự tướng Lưu Vong đó, biệt thự mùa hè này tại Đà Lạt thì của vợ chồng Ngô Đình Du và bà Trần Lệ Xuân đó thì phải được so sánh với những cái lâu đài bậc nhất thời bấy giờ của công hầu bá tước ở xứ châu Âu. Thì tướng Trần Văn Đôn đó cũng ghi trong cái hồi ký của mình là bà Nhu là một đã xây dựng cái biệt thự lộng lẫy gồm các tòa nhà ngang dọc tại Đà Lạt làm biệt thự mùa hè, và cái biệt thự này là một cái lâu đài tổng hợp với sân tennis nè, hồ bơi nè và nhiều cái kiến trúc lộng lẫy. Và có thể nói rằng là
đã làm nổi bật cái khu vực này. Đây là một cái khu mà để ăn chơi, vui chơi, giải trí bậc nhất vào thời đó. Thì vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 đó, khu biệt điện này đó thì bị tịch thu, sung vào công và giao cho tòa thị chánh Đà Lạt quản lý. Sau đó thì tới năm 1967 thì được chuyển cho cái Bộ Phát triển Sắc tộc làm bảo tàng sắc tộc Tây Nguyên. Rồi đến năm 1975 đó thì sau khi sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì không ít những cái đồ vật ở trong đây đó thì đã bị trộm cắp và tẩu tán, thì công trình kiến trúc bị xuống cấp và hư hại. Thì vừa rồi năm 2006 thì biệt điện trở thành là trụ sở trung tâm lưu giữ quốc gia 4 và đã được trùng tu và tôn tạo để sử dụng làm cái khu trưng bày lưu trữ những cái tài liệu quý hiếm, độc đáo, đặc sắc của Việt Nam chúng ta. Cho nên nơi Đức Phúc Trần tôi đang đứng đây, đây là cái khu vực, đây là cái biệt điện Bạch Ngọc và cái hồ bơi nước nóng, là nơi mà được sử dụng làm khu vui chơi, giải trí, ăn chơi xa xỉ thời bấy giờ của gia đình cố vấn Ngô Đình Du và bà Trần Lê Xuân.